Ngay sau đây, phóng viên Hồ Cường cũng sẽ cập nhật thêm công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông 2020 tại Nghệ An. Vâng, đến thời điểm hiện tại thì tỉnh Nghệ An chưa ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 nào. Tuy nhiên rằng, để đảm bảo cho một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra an toàn, thì nhiều biện pháp phòng chống dịch đã được triển khai. Hiện tôi đang có mặt tại trường Trung học phổ thông Lê Việt Thuật, thành phố Vinh. Đây được đánh giá là điểm thi phức tạp nhất, đông thí sinh nhất tỉnh Nghệ An với 821 thí sinh tại 34 phòng thi. Để phục vụ cho kỳ thi thì nhà trường đã chuẩn bị hơn 4.500 chiếc khẩu trang, hơn 100 lò dung dịch rửa tay sát khuẩn, 20 máy đo thân nhiệt, cùng với đó là hàng ngàn cốc uống nước dùng một lần. Được biết, năm nay tỉnh Nghệ An có 31.200 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại 61 điểm thi. Hiện tại tất cả các điểm thi đã được phun tiêu độc khử trùng. Nghệ An sẽ phát hơn 150.000 chiếc khẩu trang. Như vậy, mỗi thí sinh khi tham dự thi sẽ có trên 5 chiếc khẩu trang. Mỗi phòng thi sẽ có một lò dung dịch rửa tay sát khuẩn. Bên cạnh đó, thì mỗi điểm thi sẽ có trên 5 máy đo thân nhiệt. Năm nay thì mỗi điểm thi sẽ có từ 5 đến 7 phòng dự bị. Phòng các trường hợp thí sinh có biểu hiện bất thường như ho, sốt, đau họng sẽ được nhân viên y tế kiểm tra và cho tới phòng này để làm thi. Năm nay thì các thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi trước 30 phút để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang. Và những việc làm này thì sẽ có sự hỗ trợ của nhân viên y tế cấp thành phố, phường và xã. Và bây giờ xin trở lại với trường quay. Liên quan đến các ca mắc COVID-19, Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn tìm hành khách trên 2 chuyến bay VN7282 từ Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 26 tháng 7 và chuyến bay VG733 đi từ Hải Phòng đến Nha Trang ngày 27 tháng 7. Bộ Y tế đề nghị những người có mặt trên 2 chuyến bay trên liên hệ ngay với cơ quan y tế để được tư vấn hỗ trợ. Thưa quý vị, ngày hôm qua bệnh viện C Đà Nẵng đã được dỡ phong tỏa. Phóng viên Đào Tuấn sẽ thông tin chi tiết. Vâng, xin mời phóng viên Đào Tuấn. Xin chào chị Thanh Huyền, xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả. Lúc này thì tôi đang có mặt trước cổng bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh viện mà lúc 0 giờ đêm qua thì Bộ Y tế đã chính thức dỡ lệnh phong tỏa. Tại khu vực này thì trong sáng nay thì người nhà, người thân, người dân cũng như là bệnh nhân ở bệnh viện C đã được đưa ra ngoài, và ghi nhận tại hiện trường thì người dân, bệnh nhân cũng như là người thân rất là vui mừng vì việc được dỡ lệnh phong tỏa vào đêm qua để sáng nay họ được trở về nhà. Các bác sĩ và nhân viên y tế ở đây thì cũng rất là vui mừng, tại vì sau rất là nhiều ngày họ phải phong tỏa phía trong thì ngày hôm nay họ sẽ được trở về nhà, và tâm lý họ cũng rất là thoải mái, cũng như là cho rằng là trong suốt những cái thời gian mà cách ly thì người bệnh nhân cũng như là đội ngũ y bác sĩ rất đoàn kết và lạc quan về cuộc chiến chống dịch này. Trước khi mà dỡ lệnh phong tỏa này thì toàn bộ nhân viên y tế cũng như là người nhà và bệnh nhân ở khu vực này đã được xét nghiệm 2 lần và đều âm tính, thì Bộ Y tế mới quyết định là dỡ lệnh phong tỏa. Và ngoài bệnh viện C, trong vài ngày tới thì thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tiếp tục dỡ lệnh phong tỏa cho một số các bệnh viện xung quanh như là bệnh viện phục hồi chức năng và chấn thương chỉnh hình hay là bệnh viện Đà Nẵng. Với cái diễn biến dịch bệnh hiện nay thì mặc dù là phía bên ngoài Đà Nẵng thì ngoài cộng đồng còn nhiều nguy cơ, tuy nhiên ở các cái bệnh viện thì cái việc phong tỏa sớm cũng như là tiến hành nhiều biện pháp thì đến thời điểm này Đà Nẵng có thể khẳng định là ở các khu vực bệnh viện, nhất là 3 bệnh viện ổ dịch thì đã cơ bản kiểm soát được tình hình, và đây cũng là một tín hiệu vui trong việc chống dịch của Đà Nẵng. Trong vài ngày tới và ngay từ ngày hôm sau thì bệnh viện C Đà Nẵng sẽ trở lại với nhiệm vụ của mình là đón tiếp người nhà cũng như là đón tiếp bệnh nhân chữa các cái bệnh ngoài Covid để đảm bảo về công tác điều trị sức khỏe cho người dân thành phố Đà Nẵng. Và đây là những thông tin mới nhất tại cổng bệnh viện C của thành phố Đà Nẵng vào lúc này. Chúng tôi xin được trở lại với trường quay. Hiện Việt Nam đang sử dụng 2 phương pháp để xét nghiệm COVID-19, đó là RT-PCR và test nhanh. Nhưng test độ chính xác không cao. Sau thời gian nghiên cứu, Bộ Y tế mới đây đã cấp phép cho sử dụng thêm phương pháp thứ 3, đó là GenXpert để xét nghiệm khẳng định COVID-19. GenXpert test về bản chất cũng là RT-PCR nhưng được đánh giá là nhanh và chính xác hơn. Hiện cả nước đã có khoảng 200 máy xét nghiệm GenXpert, 28 phòng xét nghiệm đủ điều kiện an toàn sinh học cấp 2 theo yêu cầu của nhà sản xuất. Trước mắt, những bộ test này sẽ được ưu tiên cho Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Các địa phương đang ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 sử dụng trước. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng nay cho biết đã ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19. Trong số 5 ca mắc mới có 3 ca, gồm Quảng Ngãi 2 ca, Hà Nội 1 ca, địa chỉ tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội, có liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hòa. Với 5 ca mới được ghi nhận này, hiện Việt Nam có tổng cộng 789 ca mắc COVID-19, trong đó 316 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 333 ca. Đến thời điểm này đã có 395 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, 10 ca tử vong. Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đã tiến hành phong tỏa, lập chốt kiểm dịch tại ngõ 113 Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê do có gia đình 4 người nhiễm COVID-19. Tại ngõ này, 4 thành viên trong cùng một gia đình đã nhiễm COVID-19, gồm bệnh nhân số 619, 688, 689, 690. Điều đáng chú ý là một trong số 4 người này làm nghề trông trẻ tại nhà, hàng ngày có 11 cháu được gửi tại đây. Trong số này đã có một cháu được công bố nhiễm COVID-19 vào ngày 6 tháng 8. Ngõ bị phong tỏa là ngõ Cụt thuộc phường Hòa Khê, có 30 hộ dân sinh sống. Nhân viên y tế đã khử khuẩn, rà soát tình hình sức khỏe của toàn bộ dân cư. Thưa quý vị và các bạn, song song với công tác tổ chức cách ly tập trung tại các cơ sở y tế, thì quy trình cách ly tại hộ gia đình với những trường hợp tiếp xúc gần với các ca nghi nhiễm COVID-19 được thành phố Đà Nẵng thực hiện chặt chẽ ngay từ thời điểm dịch tái bùng phát trở lại. Trong đó, sự chủ động phối hợp của người dân cùng chính quyền địa phương đã góp phần phòng chống dịch thành công, tạo sự yên tâm cho cộng đồng. Đây là một trong số rất nhiều khu dân cư có gia đình thuộc diện cách ly tại nhà là F2 và F3 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đáng chú ý, từ khi dịch tái bùng phát trở lại đến nay, số hộ gia đình phải cách ly tại nhà không còn là đơn vị chục mà đã là cả trăm. Thậm chí có trường hợp phải cách ly y tế tại nhà cả thôn như ở huyện Hòa Vang. Từ khi dịch bùng phát trở lại thì khu dân cư và quân dân chính đảng ở khu dân cư và lực lượng tăng cường lực lượng công an và dân quân tự vệ trực chiến 24/24 để phòng cách ly. Khu vực này là khu vực có dịch nên là toàn bộ là cách ly không cho người dân bước ra khu vực cách ly. Chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với y tế cơ sở tuyến phường, tuyến xã, thường xuyên đến nhà kiểm tra, khuyến cáo những hộ gia đình nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời hỗ trợ những nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt. Hai là liên hệ tiếp xúc với cái chỗ F1 là cũng khuyến cáo vấn đề người dân là hạn chế ra ngoài. Thứ nhất, vấn đề đây là y tế phường cùng công an quận xuống kiểm tra thực tế và đo thân nhiệt và hạn chế nhắc nhở người dân bị F2 không được ra ngoài và tự chăm sóc bản thân về vấn đề sức khỏe, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang. Hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 8.000 người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà do có tiếp xúc gần với những trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Sắp đến, Đà Nẵng dự kiến sẽ tổ chức thêm phương án cách ly tại nhà. Đến nay, thành phố Tam Kỳ là địa phương chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam. Nhưng để công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, Quảng Nam đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng đối với các trường hợp tiếp xúc với F1 và những trường hợp đi từ vùng dịch trở về. Theo đó, thành phố Tam Kỳ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trong 3 ngày qua tại tất cả các trạm y tế xã, phường trên địa bàn. Dự kiến trong đợt này sẽ lấy khoảng 2.600 mẫu. Hiện nay, tất cả người dân ở các khu phong tỏa tạm thời của Quảng Nam đều đã được lấy mẫu để xét nghiệm và yêu cầu tất cả người dân có biểu hiện ho, sốt cần khai báo để được lấy mẫu. Hôm nay, một số địa bàn không có dịch của tỉnh Quảng Nam sẽ chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2020. Các địa phương có dịch và các thí sinh diện F1, F2 sẽ tổ chức thi sau vào đợt 2. Thưa quý vị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu dừng các hoạt động dịch vụ karaoke, massage, vũ trường trong vòng 15 ngày kể từ ngày hôm qua ngày 7 tháng 8. Các cơ sở dịch vụ khác phải thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch. Đối với các cơ sở lưu trú, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo, đó là đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu khách lưu trú thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Hạn chế tổ chức các sự kiện đông người không cần thiết, khi tổ chức cần phải bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện giãn cách, sự kiện của gia đình hạn chế khách mời, không mời khách tỉnh ngoài. Đối với sự kiện của huyện xã chưa cần thiết thì tạm thời dừng tổ chức, nếu bắt buộc tổ chức thì không mời khách tỉnh ngoài, chỉ mời khách trong địa phương, xã huyện. với các sự kiện tổ chức trên 100 người phải báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, khi có tình huống phức tạp hơn sẽ quy định số người cụ thể.